Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi luyện tập vận dụng 2, trang 42, sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Câu hỏi ở phần luyện tập vận dụng 2 có nội dung như sau. Tìm các ước nguyên tố của 23, 24, 26 và 27. Vậy thì để tìm được các ước nguyên tố của 4 số này, các bạn phải nhớ lại cho cô thế nào là ước nguyên tố của một số. Thì ta có này. Nếu số nguyên B là ước của một số tự nhiên A, thì B được gọi là ước nguyên tố của A. Vậy thì quay trở lại cái câu hỏi ở phần luyện tập vận dụng 2, muốn tìm được ước nguyên tố của 4 số này. Thì bước đầu tiên các bạn phải tìm ước của 4 số này. Sau đó xét xem trong các ước đấy số nào là số nguyên tố, thì số đó chính là ước nguyên tố. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xét số 23 trước. Thì ta thấy này, 23 nó là số nguyên tố, vậy nó có ước nguyên tố chính là số 23. Ý thứ nhất, số 23 là số nguyên tố. Vậy nó là số nguyên tố rồi, như vậy nó chỉ có một ước nguyên tố, đó chính là chính nó, là số 23. Vậy ước nguyên tố của 23 là 23. Số tiếp theo là số 24. Bây giờ muốn tìm ước nguyên tố của số 24 thì trước tiên các bạn phải tìm ước của số 24 đã. Như vậy ta có này, các ước của 24 là ta có này, 24 chia hết cho 1, cho 2, cho 3, cho 4, cho 6, cho 8, 24 chia hết cho 12, 24 chia hết cho 24. Như vậy chúng ta đã tìm được các ước của 24 là 1, này, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Và bây giờ xem trong các ước này thì số nào là số nguyên tố. Thì ta thấy có số 2 và số 3 là hai số nguyên tố. Như vậy từ đây suy ra được là số 2 và số 3 này chính là ước nguyên tố của số 24. Vậy chúng ta kết luận. Trong đó, số 2.3 là các số nguyên tố. Vậy các ước nguyên tố của 24 là ba. Tiếp theo chúng ta xét số 26 nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm các ước của số 26. Các ước của số 26 là, thì nó có 26 chia cho 1, chia cho 2, chia cho 13 và chia cho 26. Như vậy 26 sẽ có 4 ước là 1, 2, 13 và 26. Vậy thì trong 4 ước này thì nó có số 2 và số 13 là các số nguyên tố. Nó là số nguyên tố, vậy thì suy ra 2 và 13 này chính là ước nguyên tố của 26. Vậy các ước nguyên tố của 26 là có hai số là 2 và 13. Số cuối cùng là số 27. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các ước của số 27.
Ước của 27 tôi có số 1 này, số 3 này, số 9 này, số 27 này. Như vậy có 4 ước. Vậy thì trong 4 ước này ta thấy chỉ có duy nhất số 3 là số nguyên tố. Như vậy số 27 chỉ có duy nhất một ước nguyên tố là 3. Các bạn kết luận chỉ có số 3 là số nguyên tố trong đó. Chỉ có số 3 là số nguyên tố. Các bạn kết luận vậy 27 có duy nhất một ước nguyên tố. Là 3. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em hoàn thành xong câu hỏi luyện tập vận dụng 2, trang 42 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.